Chắc có lẽ là mấy bữa nay trời nắng nóng quá cho nên ảnh hưởng thần kinh đúng không sư phụ? Thì qua cái clip này thì mình cũng xin kể một câu chuyện như sau. Mấy hôm nay thì khoảng cỡ 10 hôm trước ở dưới quê mình, nó quý vị có bốn người phụ nữ đi dặm lúa thuê. Thì dặm công nhật mà, dặm từ sáng cho từ 7 giờ cho đến 3 giờ là dặm không nghỉ trưa đó. Thì khoảng 1 2 giờ trưa gì đó thì bốn người phụ nữ này cảm thấy mệt mỏi và tay chân thì bủng rủng, cho nên là được người nhà đưa đi vô bệnh viện để truyền nước. Thì rất tiếc là ba người thì qua khỏi, nhưng mà rất tiếc là thì có một người đã không qua khỏi và đã ra đi mãi mãi, là do thời tiết nắng nóng quá cho nên là nó gây sốc nhiệt các quý vị. Cho nên là thời tiết bây giờ nếu mà có công việc gì á không quan trọng thì chúng ta nên ở nhà, còn khi không không để mát mát rồi chúng ta hãy đi, còn nếu mà công việc nào quan trọng thì nên đi, còn nếu mà không việc nào mà nó không quan trọng thì chúng ta nên để bớt nắng cho nó dịu dịu nắng là chúng ta đi. Cho nên là bây giờ đi ra đường là rất là ảnh hưởng cho sức khỏe nha. Thì qua nhân theo thầy cái nhìn theo về nhân tướng học thì tôi có một cái đôi lời nhận xét như sau. Mình có sách nhân tướng học quý vị, thì nên xét về cái nhân tướng học thì thầy là cái người có khuôn mặt là thầy là người nóng tánh bộc trực, có nghĩa là bà nóng tánh bộc trực nhưng mà không chịu được áp lực, có nghĩa là thầy là chịu rất là nhiều tai tiếng, nhưng mà thầy cũng là người ham danh háo lợi. Thông qua những khuôn mặt của thầy thì mình nhận xét như sau: thầy cười thì hở răng rất nhiều và hở lợi, lộ răng và hở lợi rất nhiều, cho nên là những người này là rất dễ bị tai tiếng. Còn thầy á, thì theo nhân tướng học thì đánh xét về khuôn mặt của thầy từ hành động, từ lời nói của thầy thì thầy không phải là người nghiêm túc mà thầy cũng không chịu được áp lực nữa, cho nên là những người như thế này thì rất là dễ bị tai tiếng. Cho nên chúng ta không nên giao những trọng trách mà lớn lao để cho người này nắm giữ, cho nên là rất là dễ hư chuyện nha. Thì mình nói xong thì mình cũng giải thích là cái chuyện ham danh háo lợi của thầy là như thế này. Thì quý vị có thấy không, trong chùa thì người ta treo những cái hình Phật, hình Bồ Tát, nhưng mà trong chùa của thầy thì thầy treo những cái hình của thầy. Rồi là trong máy niệm Phật thì thay vì mình gắn cái hình Bồ Tát, mình dán hình Bồ Tát vô cái máy niệm Phật, bởi vì cái máy niệm Phật thì nói về Phật, nhắc dở về Phật, thì mình nên gắn một cái máy mà dán một cái hình của Phật hay là Bồ Tát gì đó vô cái máy, nó tốt hơn là lấy cái hình của thầy dán vô. Bởi vì ông này ông ảo tưởng giống như là mình là một vị Phật đó, cho mình ngang hàng với Phật, cho nên là lấy cái hình mình dán vô Phật, rồi lấy cái hình mình dán vô cái quạt đó. Cho nên là cái này là những người này là họ ham danh háo lợi rất nhiều, nên từ cái mà nhưng mà thầy thì không chịu được áp lực, cho nên hôm nay cái thầy đưa clip như hôm nay, hôm trước thì đưa clip là thầy thách thức cộng đồng làm gì được nhau đúng không ạ. Thì hôm nay có lẽ là từ clip này, có phải là không biết nắng nóng do ảnh hưởng nắng nóng hay không hay là như thế nào, nhưng mà trước đây thì có một số người trong đó có tôi thì nói thầy là giảng pháp không có nghiêm túc, là trình độ văn hóa thì không có mà giảng pháp thì nghiêm túc, giảng thì cười ngã cười nghiêng, còn thua là cái người phàm phu tục tử. Cho nên chắc có lẽ là những cái lời nói này mà đã tới tai thầy, cho nên là hôm nay thầy thách thức luôn. Tôi là tao, là tao giảng như vậy đó, tao là tánh tâm như vậy đó, và tôi bay làm gì được tao, nhưng mà vẫn có những cái Phật tử ngồi dưới nghe để nghe. Ý thầy gửi cái thông điệp đến như vậy cho tất cả mọi người mà đang lên án thầy, cho nên là thầy không chịu được áp lực, cho nên hôm nay làm clip như thế này. Thì tôi mong rằng thầy nên rút kinh nghiệm, một cái người đệ tử của Phật thì mình phải có sự tôn nghiêm, có một cái để mình giảng pháp mà mình thay mặt Phật pháp, mình thay mặt Phật để mình truyền bá cái đạo Phật này đi ra bên ngoài để giới thiệu cho tất cả mọi người chúng sanh, thì mình cũng phải là một cái người nghiêm túc, một cái người có đạo đức, có trí tuệ, thì chúng ta mới có thể dẫn dắt chúng sanh đi đúng đường nha. Chứ còn nếu mình như mà giảng pháp mà lên như kiểu mà một cái trò đùa, thầy này thì giảng pháp chả có gì đâu, chỉ đem cái hình thức của người phụ nữ ra diễn giảng, rồi hạ nhục uy tín của người phụ nữ, rồi đem để nâng bốc cái bản thân của mình lên là làm cái này là cái kia. Cho nên là mọi người nên cẩn thận những cái bài pháp của thầy rất là nguy hiểm. Trước đây thì thầy Giác Nhàn cũng đã nói, ông này thì được thầy Giác Nhàn dẫn đi quy y, nhưng mà sau này thầy Giác Nhàn nói là lúc cư sĩ thì nói còn nghe, nhưng bây giờ có chút tiếng tăm rồi thì nói không nghe. Ông này thì không nghe ai đâu, tính tình ổng là không nghe ai đâu, cho nên là rất là dễ hư chuyện, rất là dễ hư chuyện.
Quý vị còn nhớ mà nhân vật ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là Ngụy Duyên đó quý vị, nhớ không? Không nghe lời của một cái phó tướng, ông là làm thống tướng nhưng mà ông không nghe lời phó tướng rồi đi đánh Tư Mã Ý đó, cho nên cuối cùng thì bị Tư Mã Ý đánh cho tan tác, cho nên là về xém bị Khổng Minh chặt đầu. Cho nên là ông là cái người từ khuôn mặt, hành động, cử chỉ và khuôn mặt của ngài, khuôn mặt của ông này thì lúc giảng pháp thì nó gây căng, quý vị có thấy không? Căng thẳng, cho nên là thầy không chịu được áp lực. Cho nên gần đây chắc có lẽ là có một số cái bình luận, một số comment nó hạ nhục uy tín của thầy, cho nên có lẽ là thầy không chịu được áp lực. Cho nên hôm nay làm cái clip này để thách thức, cho nên là mong rằng thầy cũng nên ít xem cái mạng xã hội lại, bởi vì mạng xã hội nó tiêm nhiễm những cái mà nó trong đạo Phật không không nên, cho nên là không nên xem nha. Cho nên thầy ít ít chơi mạng lại, ít chơi TikTok lại, để đỡ cái tâm mình, để giữ cái tâm mình ở tịnh để giảng pháp cho mọi người nghe. Thì theo tôi nghĩ thì thầy này giảng pháp cho những người mà trình độ thấp kém để trình độ thấp kém để hiểu biết thôi, chứ còn nếu mà những người mà có trí thức một chút xíu, những người mà có am hiểu chút xíu thì không thể nào giảng người ta lọt lỗ tai được. Bởi vì người ta mới nói có câu là mây từng nào gió từng nào thì gặp mây từng đó, cho nên là thầy giảng pháp chỉ cho những người mà trình độ yếu kém ngang ngang với thầy thì mới có lẽ người họ mới tiếp thu được, họ mới chấp nhận được. Còn những người mà trí thức, những bậc trí thức thì không thể nào nghe thầy giảng pháp được, bởi vì cái trình độ không có, giảng pháp nó không có sâu, cho nên là người ta rất là khó đi vào cái tầm thức của người ta, tiềm thức của người ta. Thì một cái đất nước nào cũng vậy, mong thầy cũng như là tất cả mọi người cũng là hãy giữ cái bản sắc cho một cái đạo Phật. Ví dụ như một cái đất nước mà không có cái không giữ cái bản sắc văn hóa thì đất nước nó rất là dễ bị những cái thế lực ngoại bang nó chống phá, rất là dễ bị các nước ngoại bang nó dòm ngó, nó xâm chiếm. Còn trong đạo Phật cũng vậy, nếu mà chúng ta để mất đi cái bản sắc văn hóa của đạo Phật thì nó không còn gì gọi là tôn nghiêm nữa, thì càng ngày nó càng dẫn cho cái đạo Phật đưa cái đạo Phật đi xa với mọi người Phật tử thôi, chứ không có lợi ích gì đâu. Rằng có tất cả mọi người nên sáng suốt chú ý những cái máy niệm Phật mà thầy này dán hình vô thì tôi hiểu được cái ông này rồi, cho nên là mọi người hơi sáng suốt nha, hãy bình tĩnh, đừng để ông này ông tiêm nhiễm. Ổng chỉ là cái kinh doanh đa cấp thôi. Ông nghe nói bán cái máy niệm Phật là 50.000, cái khăn quàng là 30.000, đây là hình thức đa cấp thôi. Họ như đa cấp họ khuyến mãi đồ dữ lắm, cho nên là bắt thăm rút thăm trúng thưởng này kia đó, hình thức đa cấp. Rồi sau khi mà họ công ty mà nó dời đi rồi thì người nào cũng ôm một cục nợ hết, cho nên là thầy này cũng đang sử dụng cái hình thức đa cấp để bán những cái máy niệm Phật. Một cái máy niệm Phật là 50, một cái hay là tặng, nhưng mà tặng thì thí dụ cũng có qua có lại chứ, thầy tặng cái máy thì quý vị cũng phải đưa tiền chứ, đưa 100-200 ngàn không lẽ giờ chờ thầy thối lại, cho nên là rất là nguy hiểm. Cho nên là mọi người nên cẩn thận nha, tìm những cái gì là bậc chân tu mà người ta thật sự, cũng như là thầy Phước Tiến hay là thầy Từ Thông hay là thầy Thông Lạc hay là Thanh Từ hay hoặc là thầy Pháp Hòa hay là thầy vân vân, rất là nhiều Minh Niệm vân vân, rất là nhiều người để chúng ta học hỏi, để chúng ta trao dồi cái đạo đức của trong đạo Phật, để chúng ta trở thành một con người tốt. Dạ, mong mọi người hãy sáng suốt và xin cảm ơn nhiều.